Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đến kiểm tra tiến độ dự án nhiệt điện Thái Bình 2, đặc biệt là việc đốt lửa lần đầu tổ máy số 1 của nhà máy. Đây là một cột mốc tiến độ quan trọng để về đích trong năm 2022. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, chủ đầu tư dự án, đến nay, tiến độ dự án đã đạt 88,75%, trong đó, công tác thiết kế đạt gần 100%, mua sắm đạt gần 96%, thi công xây lắp đạt gần 88%, chạy thử đạt gần 26% trao đổi với lãnh đạo cán bộ pvn các nhà thầu đơn vị thi công công nhân tại công trường Phó Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng phương tiện để bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra, trong đó phấn đấu hòa lưới điện bằng dầu vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thi công, chạy thử và vận hành nhà máy, bảo đảm sức khỏe, chăm lo, hỗ trợ thỏa đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, người lao động tại công trình phối hợp với các cơ quan tỉnh Thái Bình bảo đảm tốt an ninh trong và ngoài khu vực nhà máy, phủ xanh công trường nhà máy để bảo vệ cảnh quan môi trường.